là đây là trận này là do thằng này nó mạnh quá nha, là 265 triệu lượt chiến, là thằng này chỉ có 180 thôi, nhưng mà ở cái phía sau á, ở cái phía sau là thằng này nó chơi điên bóng nha, thằng này nó chơi điên bóng thì thằng này không phải là tấu hài nha. Thì ở cái trận top 8 này nè thì sẽ có rất nhiều thằng chơi điên bóng nha, ở top 8 và ở vòng 8 và vòng 16 sẽ có rất nhiều thằng chơi điên bóng. Thì thằng này là thằng con điên bóng duy nhất. Nhưng thằng này là thằng duy nhất là chơi con điên bóng mà lọt được vô top là nó hơn. Ở ngoài đây có rất nhiều thằng chơi điên bóng, đưa chết cho mấy anh em một số thằng đi rồi để cho mấy anh em vô coi, nó gần như có một số thằng chơi điên bóng á. Ở gì ngồi nó có một số thằng ở chơi điên bóng nhiều lắm mấy anh em. Rồi đây một đây thằng này là vô được nè. Rồi có một số thằng ở chơi điên bóng ở riêng ngồi ấy, thì mở trước cho mấy anh em coi chứ không phải là nó một hai thằng như đây, hai thằng nha, hai thằng chơi điên bóng nè. Rồi có một số thằng nó chơi điên bóng ở ở vòng ngoài ấy, nhiều lắm mấy anh em, mà để giờ chết trước cho mấy anh em coi để mấy anh em kêu ừ tại thằng đó nó thua, tại vì coi nè hai thằng nha, đây là 260 triệu lượt chiến nha, vẫn chơi điên bóng nè, là ba thằng rồi nè, ba thằng rồi nha, đó ba thằng rồi đó mấy anh em, mình sẽ chết từ từ cho mấy anh em coi, mất công mấy anh em kêu là một hai thằng nữa chết cho mấy em, tại vì có một số thằng nó bị gặp mấy thằng top tay to ngồi nó bị lội ở vòng ngoài mấy anh em, mà có một số thằng tay to mà nó bị lội vòng ngoài. Rồi tôi cũng biết tại sao nó lấy con điên bóng rồi nữa, mới tuần đầu tôi chưa biết lý do mấy anh em mà phải ngồi nghiên cứu rồi. Ở này thằng này G4 zombie min, đây cá cha thắng nè, đó mấy anh em coi cá cha thắng nè, đó cá cha thắng luôn cả thằng chày với thằng MK luôn. Rồi ở ngoài vòng ngoài nè, ở vòng ngoài là đam DOT xây bài nè, DOT tôi cũng hiểu tại sao DOT luôn điên bóng vô chơi luôn. Nếu hiểu đó là bốn thằng nè, đó DOT cũng chuyển mình chơi điên bóng luôn đấy, điên bóng là rồi là bốn thằng rồi nè, để ngồi chết chết mấy em, bốn bốn thằng rồi sao đó. Rồi ở vòng rìa nhiều lắm, vòng 32 nhiều lắm, bốn thằng năm thằng nha, năm thằng, à thằng này trong kia rồi, thằng này nãy vòng bảng coi rồi, bây giờ coi mấy thằng thua ở ngoài nữa đấy, để chết chết thêm một hai thằng ở phía sau đó mấy anh em coi hết kỹ đi, xong rồi mình coi thì mấy công mấy anh em kêu là ừ, con điên bóng, mất công là đây đây sáu thằng ngay đây thằng này nha, sáu ok sáu thằng nè, giờ về hả, sáu thằng đấy, bảy thằng nha, ở thằng này vô được nè, thằng này không tính sáu, mới sáu thôi, còn nào nữa không, còn nào nữa không, còn nào nữa, còn nào điên bóng nữa không, để tính luôn ý hơn, để chết trước mấy anh em, để chết thứ bao nhiêu thằng chơi thì nó mới gọi là thằng này nữa, thằng này là bảy thằng nha, bảy thằng, bảy thằng thắng nha, thằng này ở phía đầu thắng nè, bảy thằng rồi, thằng này tám thằng luôn, rồi tám thằng nha, đây tám thằng nha, à thằng này nhánh thắng rồi, thằng này nhánh thắng, để coi mấy thằng nhánh thua á, để coi mấy thằng nhánh thua á, tám thằng nha, tám thằng rồi, để coi mấy thằng nhánh thua á. Chín thằng nha, đây chín thằng nha, đây chín BY thằng. Tốc độ đã rescan 10.000 đồng. Bữa nào tìm hiểu làm về One Punch Man, One DE. À One Punch Man World em xóa rồi anh ơi, mẹ One Punch Man xóa rồi em ơi, bảy thằng tôi anh nè, rồi 7 giờ nãy thằng thứ 8 đúng không, để coi thử còn bao nhiêu thằng, anh xóa luôn em xóa luôn cái em xóa luôn cái One Punch Man World rồi anh, em xóa luôn cả con solo leveling luôn rồi, em xóa hết tất cả rồi, giờ tập trung cái thứ gì đó làm thôi, này cũng Google Kitsu ở đây cũng sao bị vãi Sam luôn à, mày lòi đâu ra không chơi Sam nữa. Đây nha, 8 nha, nãy là 7 đúng không, mình kia 8 này 9 nha, 9 nè, điên bóng 7 sao vàng nè, 9 nè, 9 thằng nè. Đây là dòng 16 nha, dòng 32 khỏi chết cho mấy em, 32 nhiều lắm, 9 thằng cho điên bóng, 10 nha, đây 10 đây, đây điên bóng 6 sao vàng 4 sao tím nè, đây đây, điên bóng 6 sao vàng 4 sao tím nè, đây đây đây, đây. Gặp lại đi nè nè, đó là chín nha, chín nè, đó nhánh thua thôi, coi mấy thằng nhánh thua thôi mấy anh em, à đấy rồi ok, là tổng cộng có chín thằng chơi điên bóng trong cái cụm chiến khu này, rồi có một thằng duy nhất lọt được vô đây, ok coi chặn của nó thôi mấy anh em. Còn cái việc lý do mà chơi điên bóng hay vì sao mà tôi đéo biết nha, cho nên tôi không nói, thà không biết không nói mấy anh em, tôi chưa tìm hiểu được lý do vì sao mới chơi điên bóng này, điên bóng này tàu thể nhiều hơn à, thôi ơi má chơi năm đầu gặp năm đầu rồi nó giả đứng im luôn, đây không còn không có heal fight nữa, đây nãy mấy em coi này, đây là từ tôi phao lại, từ mấy em đợi tôi tí, đang chơi bên server EU đang nuôi Boros SR cộng và King SR cộng, tốc độ đã rescan 10.000 đồng, A đang chơi bên server EU đang nuôi Boros SSA cộng và King SSA cộng và Zombie SSA cộng mà đuối quá ca có mảnh tướng. Ủa? Khoan,
Silver EU của One Punch Man cũng có silver riêng luôn hả? Ủa EU cũng có silver riêng luôn hả? Phan 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 từ từ nha. Phan từ từ, tôi có, nếu như cái này là em thực sự em không biết nha. Anh nào mới donate thực sự em không biết nha. Ủa EU có silver riêng luôn hả? Có silver US thôi chứ, chứ làm gì có silver EU ta? Không, US đi lại con Garu với lại con kích sư mà, sao con Jamimin cộng được? Ủa làm gì có silver nào đây là con Jamimin cộng với lại con Boros ta? Làm gì có con Jam cộng? Con Jam cộng là qua co của gần tới co co MK mẹ, co DK mẹ, gần hết gần cuối co DK rồi. Ủa anh có lộn silver không? Con Zombie cộng là con Zombie nó đâu vậy? Để tôi đọc lộn luôn nét, từ từ tôi đọc cái tôi nghe tôi cấn quá. Làm gì có silver EU ta, silver US chứ? Mà silver US là đang tháng con này, là đang tháng này, là đang đang tháng này là tháng của con Garu với lại con quốc sư mẹ. Có lộn không vậy? Tôi đọc lại cái donate mấy không? Cái donate ở đâu vậy? Cái này bên WeSkin nè, từ bên WeSkin, từ đọc lại bên WeSkin mấy anh em ơi. Bên WeSkin. Để đọc lại cái này từ từ mấy anh em, sorry yếu xíu nha. Cái này là anh đang chơi bên server EU, đang nuôi Boros SR cộng, King SR cộng và Zombie Man SR cộng. Ủa cái server nào mà lạ vậy? Ủa không, silver US đang tháng này là con Garu với lại là con Garu với lại con kích sư mẹ, mà làm gì có con Zombie Man SR cộng? Con Zombie Man SR cộng là nó gần cuối mẹ co đi cây rồi. Mẹ lạ gì? Em biết ngay cái silver này là silver này là đang chơi kinh cộng và do mấy cộng cuối là mấy con tướng này bị ao ta. Đồ hình của anh đang chơi ba con bút luôn mà sao không yếu anh? Nếu như đồ hình mà anh đang chơi, mà anh đang chơi Zombie Man SR cộng với lại con kinh cộng á, thì bỏ bớt một trong hai con đi anh, bỏ bớt một trong hai con đi thì chơi hợp lý hơn, tại vì hai con đó là hai con bút. Sao mà hai mà sao mà hai cái silver đó mà tự nhiên giờ này mà còn chơi con Zombie Man SR cộng, Zombie Man SR cộng mà tháng sau ra mẹ xương rồng rồi. Ờ, nếu như mà Zombie Man thì Zombie Man là tháng sau ra mẹ xương rồng rồi, lấy xương rồng về làm vua rồi. Đúng không? Thì nếu như mà chơi silver đó thì tháng sau lấy mẹ con ấy rồi. Con xương rồng rồi Zombie Man, xong rồi tới xương rồng mà chơi xương rồng là làm vua rồi. Tại vì con zombie men với lại con kinh ở đây là hai con SP, hai con ấy hỗ trợ nên là đam không có, yếu rồi. À quên nãy quên nói vụ này, đang nói vụ bạn mấy anh em thấy vô không? Không có heal file UR đó, vô ăn một chiếm nằm luôn. Giờ game nó ra nhiều silver quá nha. Hayaku, hayaku, korosu. Ii to omou yo.
Ừ, nó là con thủ dân mà mấy anh em. Cái bộ đồ đó là bộ đồ thủ dân chứ còn gì nữa mấy anh em. Thôi ít ra nó có đồ nó mặc được rồi mấy anh em ơi. Mình có đồ mình mặc là đẹp rồi, không ở trần ở chuồng là được rồi mấy anh em ơi. Cứ có đồ là đẹp rồi, cái sơn đồ lên là đẹp rồi. Ừ, đẹp đó, đẹp thằng admin thằng cờ lê tôi mới nói kìa. Cái này là thằng cờ lê tôi mới nói nha. EU, US chứ là EU không phải là một. Thấy có hướng dẫn tải quanh bên main server US xẹt EU. Đó là đạt nói nha, cờ lê của tôi nói nha, chứ không phải tôi nói. Có gì mà sai với ông chửi cờ lê tôi nha, cái này tôi không biết nha, đồ. Tôi nghe cái server tôi thấy lấn cấn quá. Để tôi đọc coi, tôi mới lạ đó. Ủa là tại vì bên server ấy nó đang là con Garu với lại con Kokit. Mẹ game này không bán skin mấy ông mà, game rác thiệt á, mẹ game này tôi tính chửi á. Mà tôi không hiểu luôn. Mày một con game siêu hút máu như bên con game này nền tảng bên server chung mà về phát hành Việt Nam mà không bán skin. Tôi không hiểu luôn, con game này mà bán skin là hơi bị đẹp luôn á. Trời ơi, tôi mà làm đội ngũ phát hành bên con game này về khâu thị trường á, tôi bán skin con Tatsumaki với lại con Fubuki Mafia. Rồi skin Tatsumaki với lại Fubuki cái gì gì ta gọi là tiệt tùng, hoặc là ví dụ như là heo phai găng độ neon, hay là heo phai chợ búa, hay là heo phai mafia, xong rồi chày khá bảnh đó. Samurai mẹ lưỡi kiếm ánh trăng đó. Trời ơi mấy có bên Nhật có chịu khó nó vẽ skin với em, mà mấy bên đường chung không làm skin với em. Vậy mấy anh em kêu là skin khá đắt mà không có tác dụng gì là bạn nói gì là mất quan điểm rồi. Mày chứ skin bên liên minh nó có tác dụng của mày gì đâu. Chỉ có skin trong liên quân á thì mấy ông mới thấy áp lực thôi. Mẹ ngày xưa tôi chơi liên quân á là ngày xưa nó có skin nếu như tôi đọc sai sorry mấy anh em, tôi không nhớ skin đó nha, mà liên quân nó có skin con Violet thứ nguyên vệ thần hay sao đúng không ta. Cái skin mà con Violet khi mà mấy ông sử dụng là nó thay đổi cả hình trụ lại lính luôn á. Mẹ tôi ghét quá, tôi vô vì tôi thấy mấy tụi đó skin nhìn kinh quá mấy ông, xong rồi tôi tắt chế độ skin luôn. Mẹ cay mà. Tôi vô tôi tắt chế độ skin luôn rồi chưa, tôi quýnh với mấy con bạn tôi kêu nó quýnh với mấy kia, nó kêu bỏ skin lên. Bữa cái đứa nào vô ngồi nó chửi tôi đi tắt skin á. Cái skin mà nó vô nó thay đổi cả bản đồ luôn á, thay đổi cả trụ cả lính rồi luôn á, cay vậy. Cái skin trong liên quân nó lại skin Dota nó có tác dụng gì đâu. Nhưng mình đẹp.